Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Xin chào tất cả anh em. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đi chơi cho anh em một con tàu sân bay. Con tàu này thì cũng khá là ít khi xuất hiện trong những cái trận chiến online. Đó là con tàu sân bay FSDCNS anh em nhé. Con tàu này hiện tại nó đang được bán ở trên thị trường. Thì đây mình sẽ lên qua trên cái thị trường để mình xem là cái con tàu sân bay này hiện tại thì giá nó khoảng bao nhiêu nhá. Đây, DCNS. Con tàu sân bay này hiện tại là cái giá của nó rơi vào khoảng cái tầm 700 khoảng 750 thì đấy, khoảng tầm đấy. Đó thì ở đây cái người bán thì rẻ nhất khoảng 735. Đấy, cái giá nó thì cũng không phải là quá chát đâu. Rồi với con tàu sân bay này thì mình sẽ trang bị như sau. Với một cái khe đuôi tên lửa thì mình sẽ lắp cái loại trên thị trường. Và cơ bản thì con tàu sân bay này thì mình sẽ lắp full cái đồ thị trường cho anh em nhé. Ramos 2, đấy là cái khe tên lửa này. Thì mình cũng tính lắp chống ngầm cơ, nhưng mà thôi, mình sẽ không đặt nặng cái tính chống ngầm ở trong cái clip này. Anh em mà thích chống ngầm thì có thể chơi tên lửa chống ngầm nhá. Cường kích thì mình sẽ chơi đó là MiG-31. Rồi, máy bay không người lái thì đó là MQ-25. FH-97 là cái loại máy bay không người lái thứ hai. Thì tàu sân bay thì bây giờ cơ bản những tàu sân bay nó sẽ có hai slot máy bay không người lái. Thì mình sẽ tận dụng luôn hai cái loại này. Rồi trực thăng thì nó chỉ có một chiếc thôi, thì mình sẽ lắp con Mi-28. Hiện tại thì cái sự kiện nó đang diễn ra thì nhiều anh em cũng quay được con Mi-28 này lắm. Nếu mà anh em thích chơi tàu sân bay thì mình khuyên anh em là nên lắp cái con Mi-28 này vào, phòng thủ cho nó tốt. Rồi pháo tự động thì sẽ chơi ở trên thị trường đó là Type-30. Và chỉ có duy nhất cái phòng không là cái Gapun X4. Thì mình sẽ chơi cái loại Gapun ở trên shop thôi. Còn lại thì là sẽ full đồ thị trường hết nhá. Còn cái Raptor AA thì nó là cái phòng không khóa rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể can thiệp được vào cái phòng không đấy. Rồi ok, mình sẽ đi chiến luôn. Mình lắp cái con cường kích MiG-31 thì chủ yếu là mình gây đam chủ lực bằng con cường kích là chính. Nhiều anh em thích cái con ZHXX nhưng mà cá nhân mình thì mình cũng thích thôi. Nhưng mà để so sánh với cái con MiG-31 thì mình vẫn thích con MiG-31 hơn. Nó không hiểu sao, chắc có lẽ là do tính nét mình hoặc cái cách chơi của mình, nó cảm giác nó thích cái con MiG-31 hơn đấy. Con ship này lâu lắm rồi mình cũng chưa đi chơi con tàu sân bay này anh em ạ. Chẳng qua đây là clip thì mình muốn làm lại thôi. Những con tàu nào mà ít khi làm thì mình muốn làm lại thôi. Hôm trước thì mình đã làm cho anh em cái con thả nhầm hai con máy bay không người lái rồi. Mình chỉ tính thả một thôi. Hôm trước thì mình đã có làm cho anh em cái con TF-2000 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang tàu sân bay. Chúng ta sẽ phải có cái sự luân phiên đan xen đúng không anh em? À đủ. Nhanh người ta. Đó, anh em thêm một cái combo nó khốn như đúng không? Lâu lâu không chơi lại cái loại MiG-31 này, cảm giác nó hơi gượng tay đấy. Quên hết cái slot vũ khí của nó sẽ thiết kế như thế nào rồi. Có Yamato anh em ơi. Full đồ thị trường là cứ thế mà phang thôi. Ngan cái gì đâu. Cũng không khóa được kia. Rồi ôi, nhìn nó thơm thịt như thế này. Ôi, 10,9 km không khóa được kìa. Cái con này cái độ cơ động của nó rất là cao anh em nhá. Tốc độ thì chỉ được khoảng gần 20 hải lý, nhưng mà cái độ tí nữa thì xoay được kìa. Mình cứ mải tập trung vào cái thằng Rustom quá. Mà sao team mình nó không bắn nhỉ? Sẽ tập trung mình sang đây mình vã một cái thằng này đi luôn. Ôi, lâu không chơi quên hết cả slot vũ khí của nó. Rất là sao gì anh em. Ôi giỏi ơi, anh em thấy nó thôn như đúng không? Rồi, tạm thời chúng ta về thôi. Anh em là thích chơi chứ mình cũng thích con MiG-31 hơn. Phá được này. Yamato thì phòng không là nó không có. Cơ bản nó chỉ có phụ thuộc vào cái bẫy mồi tên chống tên lửa thôi. Con này cũng chả cần phải bẫy mồi làm cái gì cả. Đấy. Sau khi mà hết cái này xong thì đảm bảo là nó chỉ có đứng đây và chờ đợi chết. Thế làm cái gì hơn đâu. Cho tàu đứng lại anh em. Cho tàu đứng lại tí. Đây là mình cứ chọn ngẫu nhiên thôi, cứ thấy ai là mình dồn người đấy, chứ mình không chơi theo cái kiểu trí. Chơi trí một người thì nó không hay. Đấy. Cứ bình tĩnh nha. Đâu sẽ có đó. Anh em thấy con MiG-31 này dí đau chứ đúng không? Dí khá là đau luôn ạ. À, bắn mình nhá. Đồ. Kinh nhỉ anh em nhỉ. Asikara gớm mặt đấy. Té 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 anh em nhá. Không bắn được thì té. Đây. Vừa ra nó định bắn mình đây.
muốn nhà nó thì nỉ. Đấy, mình cứ giật cùi chỏ từng cái một, từng cái một. Đến lúc nó tìm được mình lại đảm bảo nó toang. Ô, có mỗi bạn này à? What the hell? Ô. Nhìn đi nhìn lại còn mỗi bạn Ashigara. Nói chung là trận này anh em mình bắn cũng hay. Phối hợp thì nó cũng ăn ý đấy, đúng không? Có cảm giác là cái Thai 30 này nó phòng thủ nó vẫn không được tốt bằng cái Rapid Fire anh em ạ. Cảm giác nó không tốt bằng cái Rapid Fire, hay là do cái cảm giác mình chơi nó quen rồi ấy. Không biết à. Hay là mình lắp lại cái Rapid Fire nhỉ? Bằng lại Samurai ạ. Hiện tại thì bây giờ FS Pang với cái đồ ấy bây giờ lên thị trường hết rồi, thông báo hết rồi. Thả một con F297 anh em nhé, thả một con này không. Chúng ta sẽ đi câu kéo cái tên lửa, bay từ từ anh em nhé, bay từ từ đấy, không đi đâu phải vội. Ai sẽ ăn là nạn nhân sỏi rồi. Bắt tờ heo. Nó mất đi một con cường kích là nó mất đi bao nhiêu cái sức mạnh của mình rồi. Cái tùng môn nhà chúng nó chi nị. Niren. Tuần dương. Nhưng mà be được anh em cố gắng mà be nó sớm. Trận này mình chưa kịp kiểm tra cái đội hình. Úi dồi. Úi dồi bạn nó đi 3 người ạ. À. Hỏng ơi, nghe có vẻ không thơm rồi đấy. Nghe có vẻ là không thơm rồi đấy, thôi té. Có quá thì bỏ qua. Bắn được không? Bắn được. Bắn tốt. Ui sỏi ôi, một cái combo kìa. Thơm phức. Ôi, té. Con này Niren nó bán máu hay sao anh em? Đúng nó đang bán máu không? Rồi, khả năng là toang rồi đấy. Cái số phận của anh, cái tiền đồ của anh là nó tối như nhà chị dậu bắn cái phòng không cái nào. Chiu. Chết cả trực thăng kìa. Rồi, con MQ25 của em nó hồi lại là cái anh lại toang rồi. Nắp full đồ thị trường cũng mạnh lắm. Anh em đừng có đùa. Ông này tính đi đâu? Ra đây solo á. Mình lên đứng lại đây solo anh em nhỉ. Thôi mình sẽ đứng lại đấy luôn nhá. Nó có ra mình cũng ra, mình solo luôn. Mic 31 anh em mà biết chơi nó rất là sướng. Quá hay vậy ta. Sao nó quá hay vậy ta. Rồi về. Dồn đến như thế mà nó không chịu đi lên cho ạ. Đây rồi. Tiếp luôn. Thằng này nó đang tính mon men mình đấy anh em ạ. Đấy anh em biết không, nó tính đấy. Mình đã xác định mình đứng lại, mình không muốn đi lên mà. Ở lại mình tay đôi với nó luôn. Để xem là thằng nào lì hơn thằng nào. Rồi đứng lại luôn này. Tầm này là đảm bảo là uy tín luôn này. Ui trời ơi, chỉ còn mỗi một cái nhịp anh ạ. Ôi chết đi nhá. Mình chỉ sợ những cái thằng khác nó mà bồi đam vào thì mình còn sợ đấy. Nhưng mà những cái thằng ý thì không tính tiền. Niren này. Sao đội bạn nó nắm Niren đấy nhở? Hay là có hai thằng. Nhớ lúc ấy mình hạ chết một thằng rồi cơ mà. Rồi. Ôi, xong rồi đấy. Chưa kịp làm gì ạ. Ý dạ, đấy rồi. Không có ai bắn thì chúng ta bắn ở đây. Nó thiếu chỉ mục tiêu đâu, thằng kia bắn gần chết mình rồi kìa. Ô, tùng môn này chúng nó. Hơn 100.000 máu ạ. Cái mát 97 của tôi đâu. Quá. Chơi luôn. Mồi đi. Trận trước là thằng Ashigara nó sống đến cuối cùng. Trận này lại Ashigara.
hai trận này nó rất là giống nhau anh em nhé. Đội kia nó đi 3 người ạ. Nhìn lúc đầu vào thì phát sợ luôn ấy. Ôi, mình sẽ thử đổi sang cái rapid fire thử cái xem nó có hợp lý hay không. Đây, đổi sang cái rapid fire anh em nhé. Thử sang một cái món đồ, nói chung là phòng không là sẽ thiên về cái hướng đồ xốp. Và sẽ đi chiến luôn. Đấy, hy vọng là trận này cái map khác đi. Ui dồi, em vừa nói dứt mồm xong ạ. Ô hay sao nó lại đổi map rồi. Em cũng đang hơi bị lo sợ cái map bão táp. Nếu mà không nhanh là em cũng hỏng. Nhưng mà không sao, chuyển sang map này càng sướng. Rồi, chúng ta sẽ đi chiến luôn. Mic 31 là cứ lên trước. Anh em vẫn cứ theo cái trình tự. Anh ở trước mặt mình là một anh là khu trục hạ. Anh cứ đi ra đây. Thằng nào mà nó định bon men anh em vã chết trà nó cho. Chưa thấy ai nhỉ. Xin chia buồn cùng với anh Nan Trang. Xin chia buồn cùng với anh Nan Trang. Tiếp tục anh em ơi. Ôi thôi, thả tiếp cho nó lành. Isa, bẫy mồi nó hết sức là hợp lý. Thằng này kiểu gì nó lại trả bẫy mồi cho một cái nữa. Đấy, anh em thấy không? Cái trường hợp này bẫy mồi xong rồi nó phải dồn cho nó tới bến luôn nhá. Làm gì nó còn mặt mũi đâu mà nó đi tâm trạng đâu mà nó đi check map nữa. Nó chỉ có đi và bẫy mồi thôi. Nó chẳng có làm cái gì khác cả. Anh nghĩ ra đi luôn. Chúng ta sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Á đồ. Gắt rồi ta. Về. Khó quá thì về. Bất kể một anh nào muốn thò mặt sang nhá, có con mic 31 này nó vả cho anh vỡ mồm luôn rồi. Ôi dồi ôi, chạy lên cuộn. Asigara ơi, chạy lên cuộn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang CBN 78. Ai à, ghê ta. Wow, chết luôn. Ôi, hai quấy này tụ tập ở đây. Tông môn nhà các ông. Lên. Đâu ta? Đây này. Vẫn Asigara, sao nhiều Asigara thế nhỉ? Hết Niren rồi này, Asigara. Mục tiêu liên thoại. Đây. Anh zoom quát này. Như vậy là nếu mà anh giết anh cái zoom quát này là cả 3 trận đấu là anh Asigara là đều sống đến lúc cuối cùng đấy. Thôi anh ơi, quay lại anh chơi đốt nó đi. Ngan cái gì cái thằng này. Hay à. Ghê ta. 3 trận đấu Asigara đều sống đến lúc cuối cùng ạ. Chưa thể nào mà giải thích được. À, trận này thì không được hit được mạng nào. Nắp sang cái đồ bạn nó lại đi đôi ạ. À. Nắp sang cái rapid fire cái có ông team mình còn không đam anh em ạ. À. Không thể nào giải thích được cái hiện tượng này. Đèn thế gì nị, đúng cái trận này thay đổi sang cái rapid fire thay thế cho cái thai 30 thì cuối cùng là chả hốc được cái mạng nào. Thế cuối cùng đấy có ông đồng đội còn không đam chứ ạ. À. Này muốn thử cho anh em cái khả năng phòng thủ, không ai bắn luôn ấy. Đen. Quá đen. Hay nói chính xác hơn là cái bạn gì nhỉ? Asigara Nan Trang cái gì nhỉ? Mình quên mất rồi, cái thằng đầu tiên là mình gì ấy. Nó chưa kịp check map mình mang cái con mic 31 sang rũi tơi bến luôn ạ. À. Vâng, chúng ta lại cái map của trận trước đây. Hy vọng là các anh lại toang tiếp. Đấy người ta gọi là sức mạnh của đồng đội đấy anh em ạ. Cái trận này chúng nó có đi 2 đi 3 không chứ mình nhìn thấy có cảm giác là ba con cảm giác như kiểu có 3 con thai 26 ấy.
Trời ơi, chân thịt. Chân thịt 226 này, úi giời ơi. Ôi trời, khó quá thì bỏ qua. Khó quá bỏ qua. 226 mới trúng tồi. Bạn cứ luồn lách đi. Bạn cứ luồn lách đi. Đâu sẽ có đó. Thịt chó sẽ có mắm tôm. Rồi, thế thôi. Em chỉ ăn thế thôi. Em mà chuẩn bị chạy anh em nhá. Nó lại núp được kìa. Núp hay vậy ta. Núp hay vậy ta. Úi giời. Úi giời ơi. Có con né nữa không? Bắn trong lúc cái quả này rồi mình sẽ lái con MiG 31 nhá. Đấy. Bắn ngay chủ yếu này. Câu kéo là chính rồi mà. Đấy, nhìn thấy một đống tên lửa nó sợ ngay. Úi xời ơi. Thay 26 thì làm gì chúng tôi. 226 thì làm gì chúng tôi. Ui trời ơi. Nó bắn cho thì lại bảo là tại số. Bắn cho một cái thì lại bảo tại số anh em ạ. Quá đau ấy. Mình cảm thấy đôi khi còn đau hộ nó ấy. Đội bạn mất một người, đội mình mất hai người cơ. Nhưng mà đảm bảo là với cái đội hình này của bạn thì các bạn cũng toang thôi. Đỡ làm sao được. Đau lắm. Hai con không người lái này nó rũ cho thì đau lắm. Ui giời, đến lượt Nam Trang. Nam Trang ơi, Nam Trang. Nam Trang chạy đi đâu. Át đâu. Át đâu. Mình xin. Mình xin. Chết không? Chết trò à. Không chết trò này. Không chết trò này. Không chết trò này. Chết cho này. Bây giờ là em cứ chạy đấy. Em vừa chạy em vừa gây sát thương. Quay lại, quay lại, quay lại anh ơi. Ở đâu ta? Ui trời ơi. Bạn này thì trao hết yêu thương vào mồm. Bạn này phải trao hết. Trao hết yêu thương vào mồm. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Đấy, đấy nó mà là MiG 31 anh em ạ. Đây nó mới là sức mạnh của MiG 31. Có nên ở lại đây không nhỉ? Mình bị lộ rồi đấy. Hiện tại là bây giờ mình hết mất máy bay ấy. Team mình thì còn hai người. Nhưng mà hai người này thì cách cũng gần thôi. Úi dồi, ông kia toang 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 toang. Auto toang. Bây giờ thì anh em cũng biết thừa thằng này, này cái thằng còn lại nó muốn làm gì rồi đúng không? Từ nãy giờ mình chưa xem là đội nó có phải đi chung hay không ấy. Nhìn nó hơi ngơ mắt rồi đấy. Và như vậy là đi chung. Đi chung đấy, đi ba người đấy. Nhìn cái cảm giác ghê ghê, tôi đang nghĩ thôi mà. Rồi đấy, chết luôn. Tôi biết là bạn sẽ quay lại đây rồi. À ra đây. Chơi thì có chơi ý, ngán cái gì đâu mà. Ngán cái gì đâu mà. Đang muốn chơi mình đấy. Quay lại đây, quay lại đây. Úi trời ơi. 200k máu. Đau chưa? Đau chưa? Ý chà. Vẫn cô muốn bắn à. Đây mới là bắn này. Đi. Nó cố muốn đứng lại rồi. Nói chung là cũng cố gắng. Nhưng mà không ăn thua. Nhìn cái đội hình này đấy. Có cái cảm giác hình như là hơn một chút xíu. Không có nhiều. Cái thằng ấy level 47 gây sát thương tốt đấy. Mà nói chung là anh em mình nó quê ngay. Cái đồ này bây giờ mình sẽ thử thay đổi sang cái Atmaka đi. Cảm giác cái Pramos nó hồi hơi lâu. Chấp nhận là cho nó đam nó thấp hơn một tí. Đam nó thấp hơn một tí nhưng mà bù lại thì nó lại được cái là nó bắn liên tục. Cái lượng vũ khí ở trên cái con tàu sân bay này nó cũng không có nhiều. Bão táp ạ. Bão táp này hơi căng. Thông thường nhá. Cái map này thì thường nó gọi là một cái map chết. Mình hay gọi là một cái map chết đối với tàu sân bay. Nếu như mà anh em mà được đứng ở ngay phía sau giàn khoan, ở vị trí số 1 hoặc là vị trí số 4 thì nó không sao. Nếu mà đứng ở cái vị trí số 3 là hỏng luôn. Xác định là hỏng luôn, không chạy kịp. Tất nhiên là cái trường hợp này là nó phải dựa trên yếu tố là đội bạn nó chơi hay thì nó mới là như thế. Còn nếu mà không thì cũng khó nói lắm. Thông thường hai bên mà trình độ ngang nhau ấy, chơi hay như nhau, thì cái tàu sân bay mà ở map bão táp mà đứng bên ngoài là xác định là toang.
Nó chết cha rồi, có cái cảm giác này, cái trận này nó lại ghép cho thiếu người đấy, biết ngay mà. Cứ khoảng, ui tôi chết rồi, có 5 người nha mà, thôi có lẽ là mình sẽ thoát ra nhá. Thoát ra hay là chơi đây? Mình muốn làm đây là trận cuối cùng ấy, mình muốn thoát ra tìm cái trận nào đấy cho nó có người chứ. Trận này thế này thì nó lại boss nhiều quá. Bên kia có 3 ông, bên mình thì có 2 ông anh em à. Thế bây giờ làm thế nào? Được thì chơi công hiến đi, chơi công hiến cho anh em trận này vậy. Mình cũng muốn thoát ra làm lại trận khác, là cái video nó hơi dài rồi đấy. Bót quá, nó ghép toàn bót. Bên mình có 2 người, bên kia có 3 người. Ô, thế đội địch đâu rồi? À đây rồi. What the hell? Sớm rồi ta. Ông nào là người đây? Không, tôi còn biết ông nào là người. À. Không biết đâu ông nào là người anh em ạ, chỉ có nhìn ông nào mà có clan thì còn dễ nhận diện ấy. Có được, bây giờ gặp ông nào bắn ông ý vậy, chả biết làm thế nào bây giờ. Bắn thấy boss chán lắm anh em ạ. Anh em ngồi nhìn mình xem boss thì nó cũng chán đúng không? Để đi về đi. Có khóa được ai không? Đừng để đi cố lúc cái trận cuối đánh đi boss này. Để em thoát ra tìm trận khác nó lành. Đấy anh em cứ bắn chết thằng này thì chắc là boss. Bắn nó xa phết nhỉ. Đây đây, thằng 096 này là người này, chắc chắn luôn này, clan này. À rồi cái thằng bên cạnh nữa. Như vậy là 3 người còn sống sót mà đang đứng ở phía sau giàn khoan nó là người hết anh em nha. Đấy, dễ dàng phân biệt nhất đấy. Rồi. Bắn cái người lẫn cả boss này hơi chán. Cú sọc cốp chưa chết kìa. Thành phần boss cái nào nó chết ngay. Để chúng ta có cái gì không? Ôi trận này mà kẻ mang cái loại tên lửa chống ngầm đi lại ngon đi chứ. Ôi khéo trận này thua rồi anh em ạ. Trận này thua không đỡ được. Nó ghép cho toàn người ấy, boss này thì không chơi được. Đỡ không nổi luôn đấy. Bây giờ mình không biết là nên chạy đi đâu bây giờ ta. Không biết chạy đâu luôn đấy. Giờ nó có cả thai 26 đấy. Người 26, nhà thai 26 đây này. Ôi khéo là toang rồi. Toang ra là trận khác rồi. Mình đã tính thoát là ngay từ đầu rồi. Đáng chán luôn. Làm gì có ai đâu. Á đủ. À, cuối cùng thì hai thằng chúng nó sang vã mình chết luôn ạ. À. Mình không muốn di chuyển đấy. Thôi được, để cho nó bắn chết thì vậy chúng ta sẽ chuyển sang trận khác. Nó nhanh, biết thế lúc ý mình thoát ra luôn đi vào thế nó ghép toàn là boss nào boss ạ. Cái ông kia bên kia là đội mình là người ấy nhưng mà chơi cũng có ra cái gì đâu. Cuối cùng là vào rồi để nó vã chết luôn. Cái trận nào mà full được 10 người chơi nó còn có cái cảm hứng. Trận này như là full người đấy. Nào kiểm tra xem nào. Rồi full người. Full người là thế là hạnh phúc rồi. Thế là hạnh phúc rồi. Chỉ sợ là không full người thôi. Lỏ quá đã cái map bão táp nguy hiểm rồi còn gặp mấy ông boss cái gì. À được nữa, boss xong mấy thằng người nó xử chết. Đấy rồi, thí sinh đầu tiên. Ui, quá đau cho đội bán rau. Izanami này. Bắt nó nặng luôn, cái con này oxy của nó thấp phải bắt nó nặng luôn. Ôi dồi ôi, ông này
Trang này khéo khi mới quẳng nghe chứ nị. Sống làm sao được, sống làm sao được đấy em. Missouri thiết giáp con này chơi sướng này. Này tức hiếp nó cũng sướng. Missouri máu hơi hơi trâu rồi nha. Phá tâm trước. Rồi phá tâm rồi. Vào tâm rồi thì bắn thôi chứ còn cái gì nữa. Pop. Về. Không nói nhiều. Ui, chết cha là quên không lái cái tên lửa đấy, nó này đâm hết vào tường rồi. Đâm hết vào đá rồi. Thế nhỉ. Ui giời ơi, cái số phận của Missouri. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đồng đội mình đây, đấy là những người đồng đội của mình đây. Mình xin. À đủ. Anh em ơi. có biến chạy luôn nhá. Riêng mình có biến cái là mình chạy luôn. Không bao giờ ở lại. Minh Hoàng Phạm này. Núp hơi kỹ nha. Anh núp hơi kỹ. Thôi đi vào đi. Thế con Izanami mà nó thoát ra sang bên này là cảm thấy nó có mùi, nó không thơm rồi. Con này cơ động tốt đấy. Đi được 18 hải lý. Đó, anh em thấy nó quay ok không? Quá là ok ạ. Hôm nay thì nó không còn cửa, nó ăn được mình rồi. Minh Hoàng Phạm. Chết. Ui trời ơi, mồi hay thế à bạn ơi. Mồi hay thế à bạn ơi. Anh em thấy không? Đấy, vừa tầm thằng Izanami này nó ra đây cái là nó bay hơi ngay. Làm sao mà tìm được mình? Nói chung mà tìm được mình thì có mà mướt mùa. Đây rồi. Pop. Xuống đây anh em ơi, xuống. Cứ vã dần. Làm gì còn bẫy mồi, vừa thấy bẫy mồi xong. Minh Hoàng Phạm. Xin lỗi bạn nhá. Tôi đang phải cố giết bạn đây. Pop. Rồi về đi. Ui dồi ôi, thơm, bạn Zeus ơi là Zeus. Hai người yếu máu này. Có nên thả con MiG 31 nữa không nhỉ? Thả MiG 31 bây giờ là nó hơi ác rồi nhá. Có vẻ như bạn Minh Hoàng Phạm này vẫn muốn mình phải làm điều ác. Đấy. Ui dồi ôi, nhìn bạn ấy thương quá trời ơi. Thương quá trời. Quá trời, quá đất. Đánh 5 người, đủ 10 người có không có boss thế này nó mới sướng. Nhưng đánh vào toàn boss thì nó chuyện làm cái gì? Nổi lên với chúng tôi này. Úi giời, mồi. Nó mồi rồi. Đâu rồi anh em ơi, đâu rồi? Anh ơi, ở đâu rồi ta? Úi trời ơi, không cố khai hết được cái mạng ấy kìa. Thôi được. Nên nói là trận cuối anh em nhá. Đấy, nói chung là clip này nó cũng dài quá rồi. Tại cái trận bạo táp cái trận trước ấy, nó ghép cái toàn boss bực mình quá anh em ạ. Đấy thì vừa rồi mình đã đi làm cho anh em con FSDCNS, một con tàu sân bay trên thị trường. Lắp cơ bản toàn đồ thị trường nhá. Đấy, chỉ có về sau thì mình thay đổi cái vũ khí phòng không ấy, cái pháo tự động sang đồ sốt thôi. Cái cảm nhận của anh em về con tàu sân bay này khi mà lắp đồ như thế này nó như thế nào thì anh em cho mình xin cái cảm nhận nhá. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video sau.